quý vị và các bạn, cứ mỗi độ xuân về, khi muôn hoa tranh nhau khoe sắc thắm, lực lượng vũ trang trong tỉnh An Giang đã mang những công trình thiết thực ý nghĩa về các địa phương để góp sức xây dựng quê hương, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân. Những ngày qua tại phường Bình Đức, địa phương được thành phố Long Xuyên chọn tổ chức các hoạt động Tết quân dân năm 2023, cán bộ chiến sĩ được quà trong không khí rộn ràng phấn khởi bởi mùa xuân của đất nước và mùa xuân trong lòng mỗi người dân nơi đây. Với chủ đề thấm tình quân dân, Tết quân dân năm 2023 trên địa bàn phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên diễn ra từ ngày 29 tháng 11 năm 2022 đến ngày 14 tháng 1 năm 2023, gồm các phong trào hoạt động sôi nổi thiết thực ý nghĩa, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ công chức, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân tham gia. Nổi bật là tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vệ sinh, cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh, nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ, khám bệnh, cấp thuốc, tặng 110 suất quà, gói 400 đồng bánh tét tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường Bình Đức với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Món quà tuy nó đơn giản nhưng mà nó thấm đượm cái tình quân dân. Ra là năm nay nhận được 2 đồng bánh tét giữa bộ đội với địa phương kết hợp với tổ chức cái việc lễ Tết như vậy thì tôi thấy quý quá, ấm áp quá. Nhằm chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Long Xuyên và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã ra sức thực hiện các công trình thiết thực ý nghĩa tại địa phương như xây dựng cầu đường nông thôn, nhà tình đồng đội. Mỗi công trình được bàn giao đã gửi trọn tâm tư tình cảm của cán bộ chiến sĩ tham gia đến chính quyền địa phương và nhân dân phường Bình Đức với mong muốn địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tết quân dân năm 2023 tại phường Bình Đức được tổ chức thành công tốt đẹp với 8 công trình phần việc được các ban ngành đoàn thể thành phố cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, sự phối hợp của lực lượng vũ trang thành phố Long Xuyên cũng như các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã góp phần thực hiện các công trình phần việc với giá trị trên 1,2 tỷ đồng. Qua đó thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần cho phường Bình Đức giữ vững phường văn minh đô thị, qua đó phát huy được sức mạnh của toàn dân trong tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình mới. Còn tại huyện Cù Lao Phú Tân, Tết quân dân năm nay được ban chỉ đạo huyện chọn xã Tân Trung để tổ chức thực hiện với chủ đề ấm tình hậu phương. Đây cũng là địa phương được huyện Phú Tân đưa vào lộ trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2023. Do đó, khi được chọn là đơn vị tổ chức Tết quân dân năm 2023, đảng bộ, chính quyền và nhân dân rất phấn khởi, bởi đây cũng là dịp để tiếp tục chăm lo, hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, qua đó góp phần giúp địa phương đạt chuẩn xã nông thôn mới trong thời gian tới. Căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban dân huyện về tổ chức Tết quân dân trên địa bàn xã Tân Trung, địa phương đã phối hợp với lực lượng vũ trang huyện rất chặt chẽ từ khâu triển khai và tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong công tác chăm lo an sinh xã hội. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa về tình quân dân ngày càng được thắt chặt hơn. Thông qua các hoạt động của chương trình đã hỗ trợ cho địa phương trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đó là góp phần cho địa phương thực hiện các tiêu chí về cảnh quan môi trường, các tiêu chí về nhà ở, vân vân, đặc biệt là đã tác động cho người dân có nhận thức đầy đủ về chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Trung. Tết quân dân năm nay, huyện Phú Tân tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn xã Tân Trung như sửa chữa cất mới nhà tình thương, nhà tình đồng đội, trao học bổng cho học sinh nghèo, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Trước đây thì nhà cây cũng cắt lâu, cũng mục rồi, cái hư cũng tạm hư rồi. Cũng chính quyền địa phương cũng quan tâm và xem xét và có hỗ trợ Tết quân dân đây cũng có cắt cho tôi, xem xét các nhà mới cho tôi. Tôi cũng thấy
mãn nguyện và an tâm. Nhà nước chiêu cô tới thì cô cũng rất cảm ơn. Ngày sau này cô sẽ gắng cố gắng lại nhà cửa cho nó hoàn thành. Vậy cô cũng rất cảm ơn mà các con cháu đã chiếu cố tới là bên gia đình liệt sĩ. Năm 2023, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt nên các hoạt động của Tết quân dân phong phú đa dạng hơn, như tổ chức các trò chơi dân gian, gói bánh tét, lực lượng dân quân tham gia hiến máu đầu xuân. Năm 2023, do tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát cơ bản đảm bảo và ban tổ chức Tết quân dân đã quyết định mở rộng thêm nhiều hoạt động mới, thì qua đó đã làm phong phú thêm các hoạt động Tết quân dân năm 2023. Có thể nói Tết quân dân không chỉ ghi dấu bởi những công trình phần việc thiết thực, hữu ích và những món quà xuân đầy ý nghĩa, mà còn mang đậm giá trị nhân văn, thể hiện tình đoàn kết quân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ sáng đẹp tình nghĩa quân dân trong mùa xuân mới.